Tết rồi, có coi dây mới các bạn ơi. Đây, coi dây mới của Black Together nha mọi người, nhận quà Tết nha. Xong rồi các bạn vào trong hầm thư để nhận nha mọi người. Nghe nói là chúng ta nhận được một phong bao lì xì đây. Bao nhiêu kim cương đấy các bạn ơi, bao nhiêu kim cương đây. Mọi người được bao nhiêu kim cương nhớ comment bên dưới nha. Sao mình có một ngàn gì vậy trời. Mình thấy mọi người mở được 30 kim cương rồi, 70 kim cương quá trời mà. Đây, một hộp tiên trà nữa nha mọi người. Mình được cái sofa bánh cấp khay nha. Một cái muffin cà rốt này thức ăn rồi. Thức ăn để làm nhiệm vụ đó các bạn. Rồi, tặng quà như những bạn có comment có được like nhiều nhất ha. Ở video trước ha. Đầu tiên là bạn Binjo Binny. Bạn này có 9 lượt like luôn ha. Rồi, nhưng mà bạn này không yêu cầu là mũ màu gì đó mọi người. Chắc là mình chọn cái mũ thí đi ha. Rồi, mũ trắng đi. Rồi, vũ vi kinh tặng em. Các bạn lưu ý bữa sau khi ngủ nha. Và tiếp theo nữa là bạn Quân với 7 lượt like nha. 7 lượt like này thì bạn Quân chọn cho mình một cái mũ trắng luôn. Rồi, vũ vi kinh tặng em. Và tiếp tục ở video lần này thì bạn nào comment có nhiều lượt like tiếp thì mình sẽ lì xì tiếp cho bạn đó cái mũ nha. Và điều kiện là các bạn phải like video này và đăng ký kênh. Rồi, nhận quà điểm danh ngày hôm nay nha mọi người. Wow, được 30 kim cương luôn ha. Và ngày mai mùng 1 Tết thì các bạn sẽ nhận được cái ba lô mèo nha mọi người. Nhớ vào nhận nha. Vô nhận thôi. Ý, 30 kim cương nha mọi người. Wow, số kim cương của mình hiện tại lên 200 mấy rồi nè. Nhanh thế nhờ. Với lại là ngày mai chúng ta sẽ có đào kho báu nha các bạn. Ui, đào kho báu nè, bộ đồ mới rất là đẹp luôn. Không biết là bộ đồ này tên gì nữa. Hình như là khủng long hay là cái gì đó mọi người. Và cũng sẽ có tỷ lệ nhân hoa cho các bạn đi đào kho báu luôn nha. Đấy, lần này các bạn Tết thì rảnh rảnh đi đào cho vui ha. Và bộ đồ này tên hình như là khủng long ngáy ngủ hay gì đó mọi người. Nhìn rất là dễ thương luôn, chắc chắn là mình sẽ đi đào bộ này. Mấy bộ trước không đẹp nhưng bộ này đẹp nha các bạn. Và các bạn lưu ý là tuần này đào nó sẽ dễ nha, mấy tuần sau thì các bạn đào nó sẽ khó hơn đấy. Rồi, hôm nay thì mình sẽ đi làm nhiệm vụ nha mọi người. Không biết là tới hộp quà thứ ba chưa ta, để mình đi làm hết nhiệm vụ đã. Rồi, đầu tiên là nhiệm vụ của anh cả nè. Một cái bích phiên hôm qua hành giúp mà hôm qua là đây code cho mình cái bích phiên này rồi. Mình chỉ việc trả nhiệm vụ thôi các bạn. Rồi, nhiệm vụ của anh Ban ha. Rồi, lại đi tìm cái ông này ở trong khu công binh hả. Đây rồi, phát hiện con chuột đây rồi các bạn ơi. Trời. Đấy, thì các bạn nhớ đi làm nhiệm vụ đủ nha. Chắc ngày mai nữa là chúng ta sẽ nhận được hộp quà cuối cùng đó mọi người. Rồi, trả nhiệm vụ ha. Rồi, qua nhiệm vụ có Thổ Úc nha. Thổ Úc thì hình như là nhiệm vụ là sửa là... À, cái này hình như là mình cũng mua rồi. Chưa mua hả ta? Cái này các bạn mua trong siêu thị luôn ha. Rồi để một xíu mình làm đi. Hình như là mình cũng thiếu cá thu nhờ. Để xem còn cá thu không. Để mình chế biến món ăn các bạn. Rồi hết cá thu nha mọi người. Thì trong code cũng có một cái món ăn là súp cá đó. Đấy, các bạn nhập code vô thì các bạn cũng sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ này được luôn ấy. Rồi để xem mà mình có bao nhiêu điểm nữa ha, để một xíu mình làm những nhiệm vụ còn lại sau. 1.900 nha mọi người. Đây, mình kiếm cái gì mình mua đi nha. Đây, mình sẽ mua tấm nền đi, tấm nền 1.500 nè. Đây, vườn cà rốt của Thỏ Anh Ba nha. Đấy, ngày mai nó là đủ nha mọi người. Ngày mai nữa mình kiếm thêm 1.500. Ngày mai nữa mình đổ bức tường này nữa là chắc là đủ luôn á. Rồi vào nhà cho mọi người xem cái nền nha, cà rốt nha. Ủa sao cái avatar của mình nó mất hình rồi ta. Đây trời ơi mọi người ơi, cái avatar, cái nền này, cà rốt nè. Như một cái nông trại luôn các bạn. À, cái nhà phát hành game chuẩn bị là cập nhật nông trại đó mọi người. Nhưng mà hiện tại là chưa thấy đâu ha. À, trong VIP thì mình chưa có mở hết mọi người. Hôm nay thì mình sẽ mở hết luôn ha. Chuẩn bị có gói VIP mới luôn rồi các bạn. Đây thì trong gói VIP mình chưa mở cái đèn nè. Một cái đèn thỏ nha mọi người. Ui, cái đèn này hình như là chắc cũng đẹp lắm luôn á. Rồi tiếp theo nữa là một cái bình phong. Ui, cái này dùng để che nhà tắm hay gì nè. Rồi cái đệm ha. Ui, mấy cái mới không các bạn. Và cuối cùng là một con gấu. Ui, gấu VIP. Gấu bông thư phòng. Đấy, hơi bị nhiều luôn nha mọi người. Mở mấy cái còn lại cho mọi người xem thôi. À, còn cái bàn nữa nè các bạn. Bàn truyền thống ha. Còn gì nữa không? Bộ đồ thì bữa mình mở cho mọi người xem rồi. Giờ mình sẽ nhận hết tiền nha.
lên gần mười mấy ngàn luôn các bạn ơi. À, có tiền ngày mai đào kho báu rồi. Ủa, kim cương của mình lên 227 nè. Trời ơi, bây giờ thì mình sẽ trưng những món đồ kia cho mọi người xem nha. Đây, để mình cho mấy bạn này ra, cho mấy bạn nó vô lại sau. Đây, một con gấu này các bạn. À, gấu VIP, gấu bom thư phòng nè. Một cái nệm hay cái gì đó mọi người. Với lại là một con thỏ đèn ha. Cái này đèn thỏ chứ. Với lại là cái rèm nè. Ui, đẹp thế nhờ. Đây, không biết là mọi người có mở cái hộp trong sự kiện chưa. Hộp đèn mèo nè mọi người. Đèn tượng mèo này nhìn cũng rất là dễ thương luôn á ha. Rồi, đây là những cái món đồ trong VIP đó mọi người. À, mình thiếu cái bàn nha. Cái bàn mình chụp đúng rồi. Đây, cái bàn đây các bạn. Rồi, đây là những món đồ trong VIP đó mọi người. Để mình bật đèn lên ha. Mở tất cả nè. Đấy. Ui, nhưng mà mình để trời tối xíu đi. Đấy, trời tối xíu nha mọi người. Ui, trên đầu cũng có chút có pháo bông luôn kìa mọi người. Ui, đẹp thế nhờ. Bông là bắn đi 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 đi, dễ thương lắm mọi người. Đây cái đèn. Trời đất ơi, con thỏ mà bự chà bá. Nhưng mà cái đèn này chỉ có một ngọn nến thôi nha các bạn. Có một ngọn nến thôi. Rồi cái bàn này, hồi xưa cái VIP mình có ghế chơi ta mình chưa lấy ghế à. Rồi cái này là chỗ để ngủ nha mọi người. Ủa kìa, cái này là chỗ để ngủ, ngủ ngồi nha mọi người. Ảo thế nhờ. Chỗ này để ngủ nha các bạn. Bị lỗi mà vậy ta. Ảo nha mọi người. Trời ơi, chỗ này để ngủ nha. Ảo thế mọi người. Ai vô ngủ cái ghế xịn sò này vô nhà mình chơi nha. Đây cái tay mèo tường này các bạn. Nhìn dễ thương thật sự luôn. Rồi ngày mai các bạn nhớ đăng nhập vô để nhận quà Tết đồ các kiểu nha. Cũng như là đi đào kho báu này nha các bạn. Và bye bye mọi người. Và đừng quên kéo xuống giúp mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình nha. Bye bye. Put up, 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 put up